Hương Nguyên, nghị lực vượt khó của các gia đình chính sách. Tương Dương, chú trọng đào tạo nghề cho người lầm lỡ. Nghĩa Đàn tăng cường công tác phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, nhiều người con Hương Nguyên đã ngã xuống, có người để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Toàn huyện hiện có trên 30.000 người hưởng chế độ chính sách. Thời gian qua, cùng với các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều thương binh bệnh binh ở Hương Nguyên đã tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, giữa vùng quê nghèo bán sơn địa, nổi lên ngôi nhà khang trang của thương binh 2/4 Phạm Trọng Đào. Thành quả lớn nhất của gia đình thương binh công giáo này là 6 đứa con đều học giỏi và thành đạt. Năm 1985, bị thương ở chiến trường Campuchia, thương binh Phạm Trọng Đào về quê lập gia đình. Cuộc sống của 8 người nhìn vào tiền phụ cấp thương binh của ông Đào và mấy sào ruộng. Không cam chịu đói nghèo, ông Đào làm đủ nghề từ chăn nuôi, cho thuê cốt pha, mở vật liệu xây dựng, bán hàng để nuôi con ăn học. Đến nay, 5 người con đều tốt nghiệp đại học, có gia đình, việc làm ổn định. Cô gái Út 10 năm liền là học sinh giỏi toàn viện. Thương binh Phạm Trọng Đào còn là tấm gương tiêu biểu, là xóm trưởng, hội trưởng hội cựu chiến binh, ủy viên ban đoàn kết công giáo huyện Hưng Nguyên. Bản thân thì đã coi như là xây bản trong cuộc sống, tạo công ăn việc làm. Cái thứ nhất là mình phải mơ mang công việc là như làm cột phá đấy. Cái thứ hai nữa là thầy thị trưởng coi đang cần coi xây dựng nhiều thì mình thân cũng vay vốn đi mua ô tô thì chạy vận tải cho làng xóm nói chung, trong xã nói riêng và thị trường lên gần đấy thành phố Vinh thì nói chung là bản thân thì cũng có cố gắng nhằm mục đích thu nhập kinh tế để nuôi con những cái ăn học trưởng thành. Còn đây là trang trại chăn nuôi của bệnh binh Nguyễn Quang Tân ở Hưng Xá. Năm 1985, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông nhận thầu 2 hectare vùng bãi ven sông Lam để phát triển chăn nuôi trâu bò. Trên diện tích này, ông Tân dành 1 hectare trồng hoa màu để phục vụ thức ăn tinh cho đàn bò. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Những ngày đầu vốn ít, chỉ nuôi 3-5 con. Đến nay đàn trâu bò của gia đình đã lên tới 40 con. Cùng với đó, ông Tân còn tận dụng vùng bãi bỏ hoang chăn nuôi hàng chục con lợn. Mỗi năm gia đình ông có nguồn thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng. Phát huy cái bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, chịu khó học hỏi. Thì về địa phương tôi thấy là ở địa phương tôi thì có cái lợi thế là có bãi bồi ven sông Lam, có điều kiện phát triển chăn nuôi. Tôi đã đầu tư vào chăn nuôi. Hiện tại thì tôi cũng có chuyển hướng từ chăn nuôi sinh sản và phục vụ cây kéo. Thì bây giờ tôi lại chuyển sang là chăn nuôi về thương phẩm. Về dự kiến tương lai của tôi vẫn là kiên trì phát triển chăn nuôi. Hưng Nguyên hiện có gần 30.000 người hưởng chế độ chính sách. Trong đó có 3.000 thương bệnh binh và hơn 3.500 thân nhân liệt sĩ. Để hỗ trợ các gia đình chính sách phát triển kinh tế, thông qua cho vay vốn ưu đãi, các chương trình, dự án, huyện Hưng Nguyên ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho con em thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Gần 700 ngôi nhà tình nghĩa được sửa chữa và làm mới, giúp cho các gia đình chính sách ngày càng ổn định cuộc sống. Từ sự quan tâm của các cấp ngành địa phương đã động viên các gia đình chính sách vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đến nay toàn huyện không còn gia đình chính sách ở nhà rột nát, 60% số hộ có mức sống trung bình khá trở lên, không còn hộ nghèo. Điều đáng quý là nhiều thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện toàn huyện có gần 200 mô hình thương bệnh binh, gia đình chính sách, làm kinh tế giỏi, thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đến hàng chục tỷ đồng. Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, Hưng Nguyên có 85 hộ chính sách tham dự lễ tuyên dương các gia đình có công tiêu biểu trên các lĩnh vực. Để thực hiện tốt cái công tác chi trả các cái khoản trợ cấp hàng tháng cũng như một lần, để các cái chế độ ưu tiên ưu đãi khác đối với người có công, tập trung ra soát các cái hồ sơ của cái khoản tồn đọng theo cái quyết định
408 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Cái số hồ sơ tồn đọng là phải giải quyết kịp thời. Rồi về cái triển khai kịp thời có cái công tác đền ơn đáp nghĩa mà có xây dựng mấy cái chương trình, một là tặng sổ tiết kiệm, hai là xây nhà tình nghĩa, rồi phụng dưỡng các bà mẹ việt nam anh hùng, các thương bệnh binh có khó khăn trong cuộc sống, tạo điều kiện để giúp đỡ họ để vươn lên làm giàu chính đáng và góp một phần cho xã hội. Những ngày tháng 7, Hưng Nguyên đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, động viên người có công, gia đình chính sách, nỗ lực vươn lên, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau khi được chữa trị, phục hồi là một trong những biện pháp quan trọng giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái nghiện. Tại huyện miền núi vùng cao Tương Dương, cấp ủy chính quyền các cấp đã dành sự quan tâm đúng mức cho công tác này. Với nhiệm vụ chính là tiếp nhận, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, quản lý học viên vào cai nghiện ma túy và dạy nghề cho học viên sau khi cai nghiện để tái hòa nhập cộng đồng. Với tình thương và trách nhiệm của mình, cán bộ Trung tâm Giáo dục Lao động huyện Tương Dương đã chọn cách làm, đó là hòa mình cùng học viên, không phân biệt ranh giới, khoảng cách để giáo dục rèn luyện nhân cách, thức tỉnh học viên, xóa đi mọi mặc cảm về quá khứ, vững bước trên hành trình trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Trường hợp của học viên Lương Đại Cương, bản Huồi Tố 2, xã Mai Sơn, Tương Dương, nghiện ma túy do bị bạn bè rủ rê. Được gia đình, anh em, chính quyền địa phương vận động, ông Cương quyết tâm vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động huyện. Sau khi được điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe, ông được học nghề đàn lát thủ công mỹ nghệ tại trung tâm. Sau cắt cơn xong, được các thầy, các cô trong trung tâm bố trí các cái việc làm, như thực hiện lát lát hoặc là làm những các công việc khác. Thì ngoài ra nữa, được sự chăm sóc chú đáo của các thầy giáo, cô giáo ở trong trung tâm, thì tạo điều kiện cho bọn em tức là thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội huyện Tương Dương là cơ sở cai nghiện tập trung duy nhất trên địa bàn. Với chỉ tiêu được giao hàng năm là cai nghiện cho 80 học viên, song với quy mô phục vụ từ 150 đến 200 lượt học viên, hàng năm trung tâm đều vượt chỉ tiêu cai nghiện theo quy định. Hiện nay, trung tâm đang điều trị cắt cơn và cai nghiện cho 125 học viên. Ngoài việc điều trị cắt cơn, trung tâm cũng chú trọng đến công tác quản lý, dạy nghề và lao động sản xuất. Hiện nay, trung tâm đang mở lớp dạy nghề mộc cho 15 học viên, 40 học viên được học nghề kỹ thuật mây rây đan. Song song với các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho học viên, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các hoạt động thể dục thể thao luôn được duy trì đều đặn. Hiện tại bây giờ thì anh em cũng đã có một số cũng đã biệt làm, lành nghề. Rồi là cái số còn lại thì cũng đang tiếp tục. Người biết thì truyền cho những cái người chưa biết để mà có một cái nghề để mà làm. Hiện tại bây giờ thì là anh em cũng đang triển khai không chỉ là cái lớp dạy nghề, rồi là còn tạo công ăn việc làm hàng ngày thường xuyên, như là trồng rau rồi là chăn nuôi. Thì hiện tại bây giờ là anh em cũng đang triển khai thực hiện rất là tốt. Tương Dương có 1.500 đối tượng nghiện ma túy. Mặc dù đã được các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt trong công tác cai nghiện tại cộng đồng, nhưng người nghiện ma túy và tái nghiện sau cai vẫn ở mức cao. Chính vì vậy, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng sau cai là luôn được chú trọng quan tâm và thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các học viên tái hòa nhập cộng đồng thành công. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai vẫn còn nhiều khó khăn. Ngoài chế độ của nhà nước hiện tại, thì chúng tôi vẫn chỉ đạo trung tâm tuyên truyền vận động các đối tượng là người nghiện ở trên địa bàn mà khi hoàn thành nhiệm vụ tái hòa nhập cộng đồng, là hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức, nếu ai có nhu cầu vay vốn mà họ đã có tay nghề rồi thì chúng tôi tiếp tục cho họ vay vốn để tạo công ăn việc làm ổn định cho họ. Công tác dạy nghề là hết sức quan trọng và cần thiết đối với người lầm lỡ, để từ đó giúp họ có cơ hội tìm kiếm được việc làm sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
Và để người lầm lỡ phát huy được hiệu quả của việc dạy nghề sau khi tái hòa nhập cộng đồng, thì cần có nhiều yếu tố. Trong đó, đặc biệt quan trọng là sự vươn lên từ chính bản thân của mỗi cá nhân. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các vụ việc trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em xảy ra trên địa bàn. Thời gian qua, huyện Nghĩa Đàn đã vào cuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh và an toàn cho trẻ. Buổi sinh hoạt hè cho các em thanh thiếu niên nhi đồng được các đoàn viên thanh niên xã Nghĩa An tổ chức định kỳ hàng tuần đã thực sự thu hút các em tham gia. Tại đây, ngoài những hoạt động đội, ca hát và chơi các trò chơi, các em còn được chính các anh chị đoàn xã tuyên truyền về cách phòng tránh bạo lực và xâm hại trẻ. Các em được trang bị những kỹ năng cần thiết, giúp tự bảo vệ bản thân cũng như phối hợp với các bạn cùng trang lứa xây dựng một lối sống lành mạnh, bổ ích, tránh xa những nguy cơ gây hại cho bản thân. Được tham gia hoạt động hè, bản thân em cảm thấy rất bổ ích, được cả thầy cô và anh chị đoàn viên phổ biến và tuyên truyền về các biện pháp xâm hại trẻ em thì em rút ra rất nhiều bài học để bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Những buổi sinh hoạt hè như thế này thực sự là một sân chơi bổ ích đối với các em. Ngoài tổ chức sinh hoạt hè, đoàn xã Nghĩa An cũng đã phối hợp với trường học, trạm y tế, tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa, tư vấn về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh xâm hại tình dục. Các em đã được tìm hiểu, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục thông qua hình thức sân khấu hóa, các trò chơi liên quan đến kiến thức phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Trong thời gian gần đây, thì đoàn xã Nghĩa An cũng đã tổ chức được một lớp tập huấn hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Và với sự tham gia của đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi đông. Trong buổi tập huấn đó thì đoàn xã cũng đã xây dựng các cái nội dung chương trình, đặc biệt là nội dung về triển khai luật trẻ em, rồi nội dung phòng chống đuối nước ở trẻ em, xâm hại tình dục của trẻ em. Và sau đó thì đoàn xã cũng đã tổ chức một số hoạt động như là trò chơi, mùa hạt dân vụ cho tại hội nghị, để từ đó là các em có thể là có những sân chơi tại các chi đoàn trong những dịp nghỉ hè. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã có những giải pháp cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay bảo vệ trẻ em và dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ. Một trong những việc làm được huyện chú trọng đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng, trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em cũng như quản lý con trẻ. Ủy ban Nhân dân huyện giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ban ngành cùng vào cuộc, tổ chức tập huấn, kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em, đẩy mạnh công tác lồng ghép các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt hè để tuyên truyền, lồng ghép nội dung phòng chống xâm hại trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng, người giám hộ quan tâm hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân cho con em trong gia đình. Thì thời gian tới, Ủy ban huyện Nghĩa Đàn sẽ có một số cái giải pháp để phòng chống cái xâm hại và bạo lực đối với trẻ em. Đó là thứ nhất là phải tăng cường cái việc tuyên truyền trên các cái hệ thống thông tin đại chúng để mọi người dân biết, hiểu và bảo vệ, chúng ta để bảo vệ trẻ em tốt hơn. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở trong công tác bảo vệ trẻ em. Cái thứ ba là gắn cái công tác bảo vệ trẻ em với các cái cán bộ, tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở. Sự vào cuộc của toàn xã hội được xem là yếu tố quan trọng để công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Từ đó tạo điều kiện để trẻ em được phát triển một cách toàn diện, đảm bảo an toàn cả về tinh thần lẫn thể chất và có một môi trường sống lành mạnh, vui tươi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.